Alamaz. Zokontar. Zokontar. Homer. Và lúc này chúng ta đang theo dõi màn hình của Tuti. Vâng, mỏ quả của Tuti trận này sát rừng, tuy nhiên cũng không đến nỗi xấu lắm. Omas.
Vâng, lúc này chúng ta đang quan sát trận đấu cuối cùng của series đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Tỷ số đang là 2 đều cho cả Liên Quân và Hà Nội. Và màn hình các bạn đang quan sát lúc này là Ngựa Giò Thu Ti đã đẩy ra. Em bé một tay che trời, trận này cầm pơ, khả năng là dâng lờ. Trận này Thu Ti sẽ cân cánh bên này chăng? Vâng, lúc này thì màu 7, Long Keng đang câu voi. Ngay lập tức thì gặp ngay phải giò của Thu Ti lao vào, rất nhọ cho Long Keng. Vâng, dân của Long Keng đã chết. Vâng, màu 7 trận này Katharian. 2 màu 7 là màu 6 và màu 7. Xin lỗi bạn, là 2 Katharian là màu 6 và màu 7. Vâng, Thu Ti đã ăn được 2 dân của Long Keng rồi. Vâng, còn 3 dân này đang đứng chơi, không biết Long Keng làm trên đời. Vâng, không ngờ Long Keng đã để chết hết chỗ dân này. Vâng, dân bên dưới thì vẫn đang đứng chơi. Long Keng đang làm gì vậy? Long Keng đã bị chết. Ngựa giò của Thu Ti. Vâng, vẫn còn một dân đang đứng chơi. Đám dân của Long Keng ăn hoang dưới này đã bị giết sạch. Tham của Thu Ti này đang là 30/64, đẩy sâu vào trong nhà. Để sâu vào trong nhà của Long Keng. Long Keng đã bò kín bãi gỗ rồi. Có vẻ như là đóng P. Vâng, bãi vàng của Long Keng đã khá ổn định. Long Keng đã bỏ mặc đám dân phía dưới. Lúc này thì Thu Ti đang công vào bãi ruộng. Tham của Thu Ti 31/64 đang chém rất tốt vào nhà của Long Keng. Đã tròn vài đầu cánh. Vâng, tới nhà của 9X. Dân của 9X đã có bánh xe. Samarian. Thu Ti đẩy ngay lên đám dân của 9X. Vâng, và con ngựa giò thì đang quản lý hướng chạy của nông dân Summer. Vâng, dân vẫn còn đang đứng đó. Hai dân. Ồ, vâng, còn nguyên dân Summer, tuy nhiên thì vẫn bị chết khá nhiều. Vâng, nếu như mà không phải dân Summer, tôi nghĩ rằng chỗ đã chết hết rồi. Vâng, và con sư tử đã làm nốt nhiệm vụ còn lại. Xin chân thành cảm ơn sư tử. Vâng, chân thành cảm ơn sư tử. Sư tử vẫn đang dồn theo nông dân của Sumerian. 9X khá gắt. 17 phút và chúng ta sẽ đảm một chút của mình game thủ còn lại. Hoàng Mai Nhi tham 40/88. Linda 20/48. Linda dummy vào nhà của Yuki. Vâng, và cung A của Hoàng Mai Nhi đã lên tới nhà. Cung A của Hoàng Mai Nhi đã lên thủ nhà cho Maxe. Hai Maxe gối nhau. Quay trở lại với màn hình của Thu Ti. Tham 37/72. Minoan. Thu Ti vẫn đang rất đông đặc đà và đang quản tốt nhà của Long Phi bất bại Long Keng cùng với nhà của 9X. Vâng, lúc này đang có phù thủ rồi. Thu Ti có lao vào không? Vâng, phù thủy đang đứng chơi. Phù thủy đứng chơi. Vâng, hú ngay được một con rất nhanh. Vâng, lại thêm một con nữa rồi. Thu Ti đang chấp phù để quyết định công vào nhà của Long Keng trận đấu này. Vâng, Thu Ti quyết định hy sinh lạc đà chấp phù. Vâng, hú được 3 con lạc đà của Thu Ti rồi. Tham của Thu Ti lúc này đang là 35/72. Đang chém rất tốt.
Tham đang là 36/72. Hoàng Mai Nhi, Max C 62/84. Linda đang đâm y vào, vâng, đang đâm qua nhà của Yugi và đã đâm lên nhà của Chinix. Số lượng y không quá báo, tuy nhiên thì nhà của hai nhà này không khỏe do Tuti đã chém phớt ngay từ ban đầu. Đặc biệt là cánh bên kia thì Long Keng lúc này đã không còn quá nhiều quân. Đồ của Linda vẫn đang được đẩy rất đều. Vâng, quay trở lại màn hình của Hoàng Mai Nhi đang bị ốp. Vâng, cần phải cứu ngay. Vị trí đứng cung của Hoàng Mai Nhi cực đẹp, tuy nhiên thì bên phía đối phương đang là liên quân cung và chém đang đẩy cùng với nhau, do đó thì sẽ rất khó khăn. Vâng, thêm cả lạc đà của Yugi. Đúng rồi, cứ sóc đều quân thôi. Vâng, thêm cả, vâng, một tay dây trời em bé. Em bé đang lao sang giữ nhà cho Hoàng Mai Nhi. Lúc này thì các game thủ bên phía đối phương không còn nhà, chỉ còn một mình Hoàng Mai Nhi đang còn nhà. Lạc đà của Long Phi bất bại đang đẩy vào. Vâng, như vậy đỡ xong được turn vừa rồi. Vâng, và lần này thì Hoàng Mai Nhi đã kích 4, tuy nhiên thì bên phía đối phương nếu như mà để cho nhà một nhà có pháo to lên 4 thì sẽ rất khó khăn cho Hoàng Mai Nhi. Do đó thì bên phía của Hà Nội cần phải giữ số lạc đà. Vâng, dân của Yugi rất đông. Hoàng Mai Nhi đang hồi lại 62/120. Hoàng Mai Nhi đã nâng cấp bản đồ. Vâng, và trận này thì các thành viên bên phía của đối phương không có nhà. Do đó thì Hoàng Mai Nhi sau khi có hot lại rất bá đạo. Vâng, lên 4 rồi. Giáp 6 cộng với turn hot đầu tiên. Vâng, bắn chặn. Tham của Hoàng Mai Nhi sau khi lên 4 thì bắt đầu quả bản đồ. Vâng, Yugi. Yugi đang cực kỳ nhiều dân ăn gỗ. Vâng, như tên hot đầu tiên có bắn chặn thì sẽ tiêu diệt dân của đối phương rất dễ dàng. Vâng, tên hot của Hoàng Mai Nhi bắt đầu đẩy. Vâng, tham của Hoàng Mai Nhi đang to. Vâng, cung R của 9X đang có một nhóm quân đang đi quả bản đồ. Oh,
Như vậy là X-Men đã đi sai đầu tiên rồi. Cả bốn nhà bên phía của Liên Quân đều đã bị bỏ nhà, và Hoàng Minh Nhi thì chắc nhà lên 4. Như vậy là trận đấu cuối cùng của series cuối cùng bên phía của Hà Nội đã giành chiến thắng, và tổng số chung cuộc về C là 3-1. Vâng, tất cả các trận đấu đều kết thúc với tỷ số là 3-2. Những trận đấu cực hay của các thành viên bên phía Hà Nội. Vâng, 3-2, 3-2, 2-3 và 3-2. Tổng C 3-1 nghiêng về bên phía team Hà Nội trước Liên Quân. Vâng, như vậy là chương trình tường thuật trực tiếp của Giải trí Việt, trận đấu của Hà Nội L2 Club với Liên Quân Game TV đã kết thúc tại đây. Tổng C 3-1 nghiêng về phía team Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Tất cả các clip này sẽ được up lên kho video sớm nhất.